À, tổ công tác 3 người. Em vào đây không? Em biết cái chỗ không có giải đâu. Đấy là phải vận tốc chứ. Chỗ đấy anh em mình chạy đúng. Dương yên tâm. Cứ vào đấy thì không vấn đề gì. Cái đây tôi là chủ phương tiện, anh yên tâm, chúng tôi tham gia giao thông là chúng tôi có đầy đủ giấy tờ. Tôi đề nghị đồng chí cho tôi xem hình ảnh trước trên máy đo tốc độ của đồng chí nhé. Anh tài xế vào và anh nào thách thách vào đây nói chuyện với tôi, không có vấn đề gì đâu. Chúng tôi xe đâu, chúng tôi chịu đấy, không không sao cả. Giấy tờ xe, giấy tờ xe tôi cầm đây rồi. Rồi, trình giấy tờ xe cho tôi kiểm tra. Tôi yêu cầu xem hình ảnh trên máy đo tốc độ trước. Tôi bây giờ tôi tổng kiểm tra mà. Tổng kiểm tra như tôi, đây là đồng chí dừng tôi lại, là đồng chí thông báo lỗi của tôi. Trước mắt tôi tổng kiểm tra thì anh phải trình giấy tờ cho tôi kiểm tra. Đồng chí Phạm Kim An đúng không? Phó trạm trưởng 007788. Đúng rồi. Thiếu tá. Đúng rồi. Có phòng cảnh sát giao thông gì? Đúng rồi. Đồng chí chụp ảnh tôi, đồng chí xin phép tôi chưa đấy? Tôi đang giám sát cái việc tôi làm. Nhưng mà đồng chí đây là không phải cái phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ của đồng chí nhá. Tôi đang giám sát cái việc tôi làm. Anh còn tôi sai đến đâu tôi chịu đấy à. Đồng chí Phạm Kim An nhé. Đúng rồi, tôi Phạm Kim An, phó trạm. Rồi rồi. Đang chỉ huy tổ công tác đây. Được rồi, tôi đầy đủ giấy tờ đấy. Anh lại lấy tiền đúng không? Chuyển cái hình qua em đi anh Đức ơi. Bây giờ là 5 giờ kém 15. Trước mắt là con chạy xe là có giấy tờ đầy đủ không? Ờ, trình giấy tờ đầy đủ để chủ kiểm tra. Còn riêng về cái việc tốc độ tại thị trấn Ngô Mây, con yêu cầu cái gì chú cho trình cho con cái đấy. Con là người dân được quyền yêu cầu chú chứng minh cho con là vi phạm. Còn con là người dân được quyền khiếu nại, con không vi phạm. Đấy, chú nói đơn giản thế thôi. Còn nếu về góc độ mà con đi lại được, thế này thì khác. Con nói chú được đâu, con nói rõ ràng. Còn cái chuyện mà con nói con đúng thì chú chứng minh con là sai. Còn con là người dân phải chứng minh con là đúng. Ví dụ trên xe con có Google Maps, có định vị, mở định vị ra tại cái giờ đấy. Đem cái hình anh Đức ơi. Đúng không? Không, cái máy tôi đem. Tôi yêu cầu xem bằng trên máy đo tốc độ nhá. Rồi được. Không xem trên thiết bị anh điện an thoại. Anh an tâm, tôi sẽ cho anh coi. Đấy. Cho nên là an tâm. Còn coi thế nào thì anh phải từ từ tôi giải thích lần. Đấy. Tốc độ của anh là như thế này. Thấy không? Còn nếu anh muốn xem trên máy, đây giờ giáp đây con, nếu con có Google Maps từ từ được rồi, cái này thì chưa được. Nếu anh có Google Maps chưa, anh có điểm rằng điểm trước thì chưa có thứ thôi, chưa được mở ra giờ đây thứ là con có phải qua cái thị trấn Ngô Mây không, 13 giờ 9 đây 16 giờ 21 phút là con có qua thị trấn Ngô Mây không? Tôi đi từ Bình Dương ra đây 16 giờ 21 phút coi thử con có qua thị trấn Ngô Mây không, đúng không? Có Google Maps không? Trên xe có hết xe tôi đầy đủ mở hết. Cái giờ đấy, thử không chạy tôi không cần mở, bây giờ tôi yêu cầu xem một hình ảnh ở trên máy đo tốc độ xong là sai xong, tôi sai ở đâu các đồng chí, yêu cầu đồng chí là biên bản luôn, tôi không xin xỏa gì hết cả. Tôi làm biên bản nghe, tôi làm anh tài xế đây nghe chứ có gì đâu, bằng lái tôi có rồi đúng không, đơn giản mà có gì đâu anh. Anh cứ làm thôi, không vấn đề. Anh xem máy tôi mời anh vào trạm tôi xem. Không, tôi yêu cầu xem ở đây chứ tôi không vào trạm theo các đồng chí được. Đơn giản thế thôi đúng không, có gì đâu. Chứ còn chú là chú với cái tốc độ như thế này đúng không, thì con là vừa mới bị thôi, 55/50 cái này là 900.000 thôi, nhưng mà với điều kiện cái gì con phải biết cái lỗi mình để sửa thay, không vào đây mà để áp đặt chú là chú không có chịu. Còn máy móc chú cái này nỗi phạt nó nỗi phạt 600-800.000 thôi, nhưng có đâu, còn anh đừng có thôi, thôi anh lại đăng xe đi để em giải quyết cho anh. Còn tôi không có thích thôi. Anh cứ để đồng chí là biên bản đi, không làm sao cả. Chuyện gì đâu không phải lập. Cứ để đồng chí là biên bản đi. Rồi anh lại đăng xe đi. Dương yên tâm. Anh yêu cầu tôi là tôi phải lập. Chứ con không lập lắm được. Nhất trí ngay. Còn tôi giữ giấy phép lái xe anh. Anh cần coi máy tôi mời anh vào ngay tại thị trấn Ngô Mây. Hay không phải đi đâu tôi xem hết, các đồng chí phải mang máy đi đây để cho tôi xem tại chỗ. Tôi không phải theo, tôi không phải vào đấy, tôi xem các ở trong đấy nhá. Trả lời anh rõ đấy là anh Phạm Kim An nói là như thế, là tôi nói như thế là sai. Tại còn tôi nói anh riêng riêng cái hình ảnh này tôi xem qua đã không đạt cái hình ảnh của không thể hiện cái điểm rằng ở đây nhé. Rồi cái đấy thì cái việc của anh, tôi tham gia giao thông
Các anh cứ vào cái group giao thông văn minh các anh sẽ biết thôi. Anh nói với anh như thế này, nó là ban ngày, nó như thế này là nó rất rõ ràng, nó có các cái điểm quang cảnh cho em để các anh chỉ tôi điểm rằng nó ở đâu. Có các cái điểm nè, cái điểm rằng nó ở đâu nè, cái nhà nè. Ôi giời, các anh đó. Các anh làm cái lại các anh để này, người dân nó tâm phục được á. Là cho nên đấy, còn cuối ê, cuối thôi anh đập biên bản luôn cho tôi cái đi. Anh Phạm Kim An ạ, anh đập biên bản luôn cho tôi đi. Anh là người giám sát, người anh đứng ra. Tôi là chủ xe, tôi là chủ phương tiện. Nhưng mà anh tài xế vi phạm, anh đứng xích ra ngoài đừng nói chuyện nữa để tôi làm. Được chưa? Chứ đâu có chuyện gì đâu mà con, đơn giản thôi, không có đâu. Và cái 900.000 có gì đâu mà. Cái này lỗi này chỉ có 600-800. Tôi sẵn sàng tôi làm nộp phạt. 2019. Rồi. Không quan trọng gì. 9 triệu cũng được, không làm sao cả. Sai đâu phản đấy. Chứ đâu có gì đâu em, đơn giản mà đưa vào mấy cái chuyện đó chi cho nó. Ok. Các anh bao giờ các anh có máy đo tốc độ xuống đây đấy? Anh Phạm Kim An nhỉ? Vâng. Bao nhiêu phút thì các anh có máy đo tốc độ không đây? Từ Phù Cát ra đây rất xa, cho nên tôi tốt nhất là hết. Bây giờ tôi lập biên bản xong và tôi với anh vào đó để xem. Tôi không phải vào, không phải đi đâu hết, tôi không, còn công việc của tôi. Anh vào. Tôi không phải đi đâu hết. Các anh lập biên bản ở đây nhá. Hiện tại bây giờ các anh không có máy đo tốc độ ở đây, các anh lập biên bản chúng tôi. Đây là tôi, đây tất cả là tôi quay lại video hết ở chỗ rồi, này. Ok anh. Các anh cứ vào group giao thông văn minh các anh sẽ biết. Ok. Cảm ơn anh. Chúng ta gặp nhau bằng A4 thôi, không làm sao cả. Vâng, cảm ơn anh. Hiện tại là các anh nhá, chưa chứng minh cái hình ảnh bằng máy đo tốc độ mà các anh đã thu bằng của người ta và các anh lập biên bản. Tôi sẽ cái việc đấy các anh nhá, các anh làm những người thực thi rồi, pháp luật nhưng mà các anh làm thế là chưa đúng pháp với pháp luật nhá. Các anh biết tuần tự kiểm tra như nào không? Anh là người dân, anh được. Tôi biết thời điểm này nó đang là tổng kiểm tra. Đúng rồi. Đến hết 14 tháng 6. Đúng rồi, chính xác. Như các anh dừng phương tiện lại, các anh thông báo cái lỗi quá tốc độ nhưng các anh chưa chứng minh được bằng hình ảnh. Các anh cứ làm đi. Tôi hôm nay đang nhiều thời gian đây. Vâng. Ok. Anh cứ ở đây rồi. Giám sát rồi hay là... Vâng. Anh Đỗ Văn Đức là dừng phương tiện đúng không? Cán bộ. Đúng rồi, đúng rồi. 366-556. Phòng rồi. Cảnh sát giao thông DB... DS là cái gì anh nhỉ? Đường bộ đường sắt à? Công an tỉnh Bình Định. Đúng rồi. Xe 00486. Anh cứ làm, anh cứ làm. Anh về dưới kia đi để em nói chuyện nhé. Anh về dưới kia đi. Chú không muốn vậy. Tại con, khi con mà mới vừa vì cái mức xác xít này này, chú vẫn nhắc nhớ được. Cái hình ảnh này đã không đạt. Anh về dưới đi. Các anh còn làm được. Con là tên gì? Nguyễn Hữu Dương. Xuống đây chơi không? Xuống đây chơi. Xuống đây chơi bọn này tí. Nó có 55/50 đang bắt nó đọc biên bản đi. Đi thôi. Nó cứ ở đây thôi. Chắc lâu lâu đấy.
Không ngại làm gì. Các đồng chí này, ái à. Được. Các đồng chí quay tôi là các đồng chí chưa xin phép tôi đâu. Lính tôi nó đang giám sát tôi làm đấy anh. Tôi được là người dân, tôi được quyền giám sát. Lính tôi nó đang giám sát tôi làm. Anh Trần Đình Quảng, Trần Đình Quang, cán bộ 008-925. Các anh dừng phương tiện, các anh thông báo lỗi, các anh chưa chứng minh được bằng cái hình ảnh, bằng máy máy đo tốc độ, các anh đã đè ra, các anh lập biên bản này. Tôi phục quá, phục các anh quá. Các anh dở cái iPhone này ra, các anh đưa hình ảnh chứng minh như này, xong các anh đã lập biên bản rồi. Kiều An đó, Kiều An, các phân. Tối nay mình nghỉ ở Bình Định này luôn được. Bắt được ít thế nhỉ? Máy đo tốc độ bắn còn không có điểm rằng, có khi cái ông bắn tốc độ này còn chưa được có chứng chỉ tập huấn nghiệp vụ. Ui. Thì anh người dân anh được quyền nói, tôi đâu cấm anh à. 34A và anh thông báo là bao nhiêu giờ nhỉ? 16:21 đúng không? 16:21. Rồi nên tôi trong lúc rảnh rỗi nên chơi tí cho vợ con đỡ buồn. Đồng chí kia cũng chưa vào giải quyết à? Làm tốc độ xa nhỉ, 17 cây rồi. Biết có trong cái địa bàn làm việc không nhỉ? Sáu giờ 21.